Nguyễn xin thân ái mến chào đại gia đình. Ngày hôm nay thì Dương Nguyễn sẽ hát test chiếc micro Akare B120. Và đây là một dòng micro cao cấp để chúng ta kết hợp với là những dòng sao cạc như là Focusrite hay là M Audio hay là Steinberg vân vân. Đó, những dòng sao cạc tầm trung ha. Và chiếc micro này có gì đặc biệt? Nó có một cái cần gạt là cắt 80 MHz và trừ 20 dB để chúng ta khi mà chúng ta thu nhạc cụ á hoặc là giảm noise nó thì sẽ có rất là có tác dụng. Và chiếc micro này với một cái chất âm sáng dày rất phù hợp để chúng ta thu âm gia đình hoặc là livestream. Vô nha. Từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng, lòng thầm mong một ánh mắt thấp thoáng mong chờ. Người yêu hỡi mãi mãi yêu nàng, em dù biết vẫn luôn hững hờ, mặc cho anh đêm đêm vẫn mong cuộc tình đôi ta. Giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài, một mình anh lòng say sắt với gió đông về. Rồi thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rớt rớt trên nỗi sầu, lạnh đôi vai em ơi biết chăng tim anh lẻ loi. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau, phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây rừng trôi. Mặc cho thời gian hớ hức, xô nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô cánh rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về. Sẵn đây thì Dương Nguyễn cũng giới thiệu bộ livestream mà Dương Nguyễn đang livestream luôn. Đó là Dương Nguyễn đang sử dụng một cái con livestream thương hiệu đến từ Úc nha các bạn, Iric Stream. Đây là một thiết bị để chúng ta có thể livestream được tín hiệu CT. Đó, Dương Nguyễn đang cắm trực tiếp vào điện thoại. Các bạn đang nghe âm thanh hoàn toàn từ dây livestream, không cần phải thông qua OBS mà chất âm tương đương như là OBS luôn. Đạt chuẩn 24 bit ha, stereo. Kỷ niệm xưa em mới nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau, phút giây thần tiên. Giờ mình anh trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây rừng trôi. Mặc cho thời gian hớ hững, xô nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã vô cánh rồi. Thầm cầu mong cho em hãy quên những kỷ niệm xưa. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mang trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về. Cuộc tình ta tan theo giấc mơ, hình bóng cũ mãi trôi về đâu. Giờ đã hết bao nhiêu yêu thương, cô đơn lối về.
Ok, vừa rồi là Dương Nguyễn đã trình bày hết ca khúc để cho các bạn đánh giá chất âm của chiếc micro này. Và theo Dương Nguyễn đánh giá với một mức giá tương đương với lại chiếc micro AT2020 thì đây sẽ là một sự lựa chọn đáng cân nhắc cho quý vị nha. Bởi vì sao? Nó có thêm những cái tính năng mà AT2020 không có, như là cắt tần số 80 và giảm 20 dB đầu vào. Đó là những cái đáng giá trên dòng micro này. Và một cái chất lượng tương đương, chất âm tương đối ok, y như là dòng AT2020, thì các bạn có thể đáng suy nghĩ nha. Còn bây giờ thì Dương Nguyễn xin phép chào tạm biệt cả nhà.